Thưa quý vị, tính đến giữa tháng 9 năm 2022, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Đà thiếu hụt 5 tỷ mét khối nước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đề nghị nhà máy nước sông Đà khẩn trương khắc phục tình trạng sử dụng nước chưa hiệu quả. Theo EVN, 4 hồ chứa thủy điện lớn trên bậc thang sông Đà gồm Lai Châu, Bản Chát, Sơn La, Hòa Bình. Mưa lũ năm 2022 trên lưu vực sông Đà đến sớm, tuy nhiên giai đoạn tháng 7, tháng 8 gần như không có lũ. Nước về chỉ bằng khoảng 50% so với trung bình nhiều năm. Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó trưởng ban kỹ thuật sản xuất EVN cho hay, việc thiếu hụt khoảng 5 tỷ mét khối nước so với mực nước dâng bình thường sẽ gây không ít khó khăn đến việc chuẩn bị phương án cung cấp điện cho mùa khô năm 2023. Đặc biệt là việc cung cấp nước đổ ải vụ đông xuân 2022-2023.